với một bài hát tiếng Anh do bạn Minh lớp 12.
hai đêm một thể hiện bài hát mang tên If We Hold Us Together với lời nhắn nhủ những ước mơ không bao giờ chết, chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi chúng ta. Đó cũng chính là lời nhắn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Mùa thu, mùa đi xây những ước mơ, mùa thu mùa thơm trang sách mới. Hàng năm cứ vào những ngày thu lịch sử, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trên cả nước tạm thời chia tay một mùa hè oi ả để đón chào một năm học mới đầy hứng khởi. Bởi vậy, có nhà thơ đã viết: sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường vui như là trở hội. Đúng vậy, ngày khai trường từ lâu đã thực sự trở thành ngày hội của các thầy cô giáo và các em học sinh trên mọi miền tổ quốc. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo thật lớn để đón chào khai giảng năm mới 2022-2023 của trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2. Kính thưa quý vị, hòa chung không khí vui tươi tưng bừng phấn khởi của cả dân tộc ta kỷ niệm những ngày lễ lớn 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, được sự nhất trí của các cấp các ngành, hôm nay trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Về dự lễ khai giảng năm học mới hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía đại biểu huyện Lương Tài, trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Vũ Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài. Bà Vũ Thị Nhung, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài. Về phía Hội Cha mẹ học sinh, trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bác Vũ Viết Giản, trưởng ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh, cùng các bác trong ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh của nhà trường. Đề nghị ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Hội khuyến học nhà trường, trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Bang, thường trực Hội khuyến học nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và về dự với lễ khai giảng của chúng ta hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí đại diện cho các cơ quan ban ngành trong và ngoài huyện Lương Tài đã gửi những lá hoa tươi thắm về chúc mừng thầy và trò trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, trân trọng giới thiệu có thầy Hoàng Văn Quý, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô giáo, cán bộ giáo viên và hơn 1.300 học sinh đã có mặt đầy đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến, rất vinh dự cho trường ta hôm nay có các đồng chí đại diện là lãnh đạo huyện Lương Tài, các đồng chí đại biểu cơ quan doanh nghiệp, các bậc cha mẹ học sinh đã về dự và có những lãng hoa bó hoa tươi thắm để chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Sau đây trân trọng kính mời ông Vũ Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện Lương Tài đã có bó hoa tươi thắm chúc mừng các thầy cô và các em học sinh nhân dịp năm học mới. Và đây là tình cảm động viên các đồng chí của các đồng chí lãnh đạo Lương Tài gửi đến các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ quản lý và các em học sinh ngày đầu tiên của năm học mới. Xin trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng kính mời đồng chí hiệu trưởng, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường Hoàng Quý lên sân khấu nhận hoa.
trân trọng và kính mời ông Vũ Viết Giảng, hội trưởng hội phụ huynh của trường trung học phổ thông Lương Tài số 2, Quan Lăng Hoa lên chúc mừng các thầy cô và các em học sinh nhân ngày khai giảng năm mới. Xin kính mời ông. Xin trân trọng kính mời tình cảm của một bác đại diện cho hội chi hội phụ huynh của lớp 11A3 lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin kính mời bác. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời hiện diện của trưởng ban công an xã Trung Canh Đặng Xuân Hiển lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin chương trình, chúng tôi xin kính mời bác Nguyễn Văn Bang đại diện cho công ty Trung Hà và đại diện cho quỹ phát triển giáo dục của trường trung học phổ thông Lương Tài số 2 lên có hoa chúc mừng của trường. Kính mời ông. Đến từ các tôi thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình nội dung chính trong buổi khai giảng hôm nay. Một, chào cờ tuyên bố lý do. Hát quốc ca tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Hai, đọc thư của chủ tịch nước. Ba, đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường. Bốn, thông qua các quyết định khen thưởng của tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. 5, đại diện học sinh phát biểu. Và 6, là kết thúc buổi khai giảng. Tiếp theo chương trình, kính thưa quý vị, tại lớp học chính trị của giáo viên cấp 2, cấp 3 toàn miền Bắc ngày 13 tháng 9 năm 1958, Bác Hồ đã có bài nói quan trọng về nhiệm vụ của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Bác căn dặn: vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Thực hiện lời di chúc của Bác Hồ, Đảng nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực để đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu. Nhân ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên, chúc mừng và căn dặn các thầy cô và các em học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Phùng Đức Tiệp, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên đọc thư của Chủ tịch nước. Xin kính mời thầy. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng 2022-2023. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội ngày 5 tháng 9 năm 2022. Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023. Thân ái gửi các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh yêu quý. Trong bức thư,
vào ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mùng 5 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng viết: "Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tự trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp lại các thầy và các bạn. Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2022, chúng ta lại cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt sau một tháng khoảng thời gian bất thường. Việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch Covid-19. Thầy và trò lại được cùng nhau dự lễ khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm tin và hy vọng về một chặng đường đổi mới trong học tập. Hết mưa là nắng, hửng lên thôi, như ý nghĩa câu thơ của Bác Hồ. Năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục phổ thông Đại Trà và Mũi Nhọn tiếp tục được nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chất lượng nền giáo dục của Việt Nam được tăng lên 5 bậc, đạt thứ hạng thứ 59 trên bảng xếp hạng quốc tế năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức thành công. Giáo dục vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ. Nhiều trường đại học ở Việt Nam có mặt trong các bảng xếp hạng đại học uy tín trên quốc tế. Bên cạnh đó, những thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được trong các kỳ thi Olympic năm 2022 đã một lần nữa khẳng định bản lĩnh, khả năng vươn lên trong học tập và trí tuệ Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng, quyết tâm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, một năm học bắt đầu khởi nguồn cho sự niềm hy vọng. Tôi đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề ngành giáo dục lựa chọn năm nay, đó là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và nhiệm mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục hãy nỗ lực, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt các chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người vĩ đại. Tôi mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái mình, làm gương tốt vì tương lai con trẻ, vì sự vẻ vang của gia đình, dòng tộc, quê hương và đất nước. Toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục kiến tạo một xã hội văn minh, trật tự và mẫu mực, hình thành văn hóa chuẩn mực xã hội tốt cho em, con em học tập và noi gương, xây dựng xã hội học tập để tiếp cận đối với trẻ em, trong đó có trẻ em yếu thế. Đối với các em học sinh, sinh viên, hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự cường, góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh và phồn vinh. Nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, tôi thân ái gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Thân Phúc, Chủ tịch nước đã ký. Sau đây mời mọi người nổ một tràng pháo tay cảm ơn tình cảm. Vâng, xin cảm ơn thầy giáo chủ tịch Việt. Kính thưa quý vị, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của con em nhân dân huyện Lương Tài, thầy và trò trường trung học phổ thông Lương Tài số 2 sẽ quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dạy và học như lời căn dặn của chủ tịch nước. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo Hoàng Văn Quý, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Xin kính mời thầy.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hòa trong không khí phấn khởi của cả nước chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong không khí hân hoan của hàng triệu thầy cô giáo và các em học sinh trong cả nước, hôm nay trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Lời đầu tiên, xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh đã về dự lễ khai giảng cùng với thầy và trò nhà trường. Chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, trải qua hơn 22 năm thừa kế và phát huy truyền thống hiếu học, trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 đã và đang khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục, tạo niềm tin với nhân dân, phụ huynh và học sinh trong cả nước. Năm học 21-22 là năm học có nhiều khó khăn, nhiều thách thức, một năm học mà thầy và trò nhà trường vừa học vừa phòng chống dịch Covid-19, một năm học vượt khó của thầy và trò nhà trường. Các em học sinh, các thầy cô giáo đã chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến, một hình thức dạy học hoàn toàn mới, mới lạ đối với các thầy cô và các em học sinh. Một năm học có nhiều thách thức, tuy nhiên nhờ sự cố gắng, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo cùng sự ủng hộ của bậc cha mẹ học sinh, sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô giáo, đặc biệt là ý thức vươn lên học tập, sự cố gắng rèn luyện đạo đức của các em học sinh, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, năm học mới lại bắt đầu, mở ra trước mắt chúng ta những thời cơ mới, thách thức mới, những mục tiêu phấn đấu mới. Chúng tôi tin rằng bằng sự tâm huyết của tập thể các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường, sự cố gắng học tập, rèn luyện của các em học sinh cùng sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự động viên kịp thời của các bậc cha mẹ học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích và thắng lợi mới. Với tất cả ý nghĩa đó, tôi xin long trọng tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Lời cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh luôn vui tươi, tràn đầy niềm tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của thầy giáo hiệu trưởng Hoàng Văn Quý. Và sau đây là giờ khắc thiêng liêng và quan trọng của khởi đầu năm học hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài lên đánh trống khai trường khai giảng năm học mới 2022-2023. Chống trường đã được báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Giữ vững tay chèo dù có gian nan, thầy trò gặp bến vững vàng bình an. Một lần nữa xin chân trọng cô giáo và các em học sinh thân mến. Trong năm học vừa qua, thầy trò trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt, vượt qua mọi khó khăn trong phòng chống dịch Covid-19 thành công để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học mới của năm học. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin công bố các quyết định về công tác khen thưởng đối với tập thể, nhà trường và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học vừa qua. Một, đối với tập thể, năm học 2021-2022, nhà trường chúng ta vui mừng và vinh dự được đón nhận bằng khen theo quyết định số 2339, quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23 tháng 8 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho tập thể trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2021-2022 là quyết định số 864, quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 30/8/2022 tặng danh hiệu tập thể lao động của trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 là tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022. Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời ông Vũ Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài, thừa sự ủy quyền của Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên trao thưởng cho nhà trường. Xin kính mời ông. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các thầy giáo trong ban giám hiệu lên vị trí danh dự để nhận bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những thành công của tập thể nhà trường chúng ta. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Văn Hào. Tiếp theo là quyết định số 18, quyết định của công đoàn ngành ngày 11/8/2022 của Ban chấp hành công đoàn giáo dục tỉnh Bắc Ninh tặng giấy khen cho công đoàn trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau đây tôi trân trọng kính mời bà Vũ Thị Nhung, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài lên trao thưởng. Xin kính mời. Cảm ơn bà Vũ Thị Nhung. Phần 2, đối với cá nhân, xin chúc mừng các thầy cô giáo đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2021-2022 và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài khen thưởng. Có 2 đồng chí cán bộ giáo viên đã đạt giải nhì và giải ba cuộc thi an toàn giao thông nụ cười cho ngày mai năm học 2022. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời các thầy cô giáo có tên sau đây lên bục danh dự nhận thưởng. Cô giáo Nguyễn Thị Phượng, giáo viên môn địa được tặng bằng khen theo quyết định số 917 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh ngày 15/8/2022. Xin kính mời cô. 3. Cô giáo Nguyễn Thu Thủy, giáo viên môn văn tặng giấy khen của công đoàn ngành. 4. Đồng chí Đào Thị Thanh Huyền, cán bộ thư viện được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài theo quyết định số 1217 ngày 23/8/2022. Và 5. Là đồng chí Đặng Văn Thắng, giáo viên môn toán được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài theo quyết định số 1217 ngày 23/8/2022. Xin kính mời các thầy cô lên bục danh dự để nhận thưởng. Trân trọng kính mời ông Vũ Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài lên trao bằng khen và giấy khen cho các thầy cô có thành tích xuất sắc trong học vừa qua. Xin kính mời, ông.
Kính thưa quý vị, trước khi bước sang phần 3 là trao thưởng cho học sinh và công bố và trao thưởng cho học sinh, thì vào quỹ khuyến học của nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới, đó là bác Nghiêm Tiến Phương tặng vào quỹ khuyến học 5 triệu đồng và bác Hán Mạnh Cường tặng vào quỹ khuyến học nhà trường 10 triệu đồng. Xin chào, cảm ơn, chúng ta một tràng vỗ tay để cảm ơn hai bậc phụ huynh rất quan tâm đến sự nghiệp đó. Bác Nghiêm Tiến Phương và bác Hán Mạnh Cường lên sân khấu. Kính mời xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Hoàng Văn Quý, hiệu trưởng nhà trường lên nhận những phần quà rất ý nghĩa của hai bác phụ huynh. Xin mời ạ. Năm học 2021-2022, ngày tổng kết năm học, chúng tôi ban thi đua khen thưởng đã trao rất nhiều các phần thưởng và giấy khen cho các học sinh. Hôm nay tôi sẽ công bố những quyết định và những phần khen thưởng cũng rất là ý nghĩa đối với học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh thi đạt các điểm cao trong đợt thi tốt nghiệp của phổ thông năm học 2022. Nhiều em học sinh chúng ta có hoàn cảnh khó khăn, nhưng các em không ngừng cố gắng vươn lên rèn luyện học tập đạt kết quả cao. Sau đây ban tổ chức thông qua danh sách 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có ý thức vươn lên trong học tập. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, nhân dịp khai giảng năm học mới, 10 em có tên sau đây lên sân khấu để nhận học bổng của Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Tài. 1. Thầy giáo đọc đến tên em nào thì em đó lên sân khấu thì nhận học bổng luôn ạ. 1 là em Đoàn Đình Dương, lớp 12 D1. Được chưa? Đoàn Đình Dương đâu? Xin mời các em lên sân khấu để nhận học bổng của Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài, Mặt trận Tổ quốc. Năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tặng 5 bộ sách giáo khoa lớp 10 mới theo quyết định số 1032 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh ngày 27 tháng 7 năm 2022. Ban tổ chức xin kính mời ông Hoàng Văn Quý, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao 5 suất học. Là em Phạm Thị Mai Anh, 10D1. 2. Phạm Dương Mai Anh, 10A3. 3. Là em Nguyễn Anh Tuyết, 10A1. Xin mời các em lên sân khấu. 5 em học sinh có tên khẩn trương lên sân khấu.
Vâng, một lần nữa xin chúc mừng các em. Xin cảm ơn thầy giáo Hoàng Văn Quý, hiệu trưởng nhà trường. Tiếp theo, ban tổ chức xin được chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh có thành tích trong năm học vừa qua đã được hội cha mẹ học sinh nhà trường tặng thưởng. Cụ thể có đạt điểm cao từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2022. Đặc biệt trong đó có 8 em học sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Vì lý do thời gian, đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm trao quà, nhận quà và trao cho các em học sinh trên lớp. Tiếp theo, xin được chúc mừng các thầy là em Nguyễn Thị Hải Yến, lớp 12D1, 28,25 điểm khối C 19. Hai, em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, 12D1, 28,25 điểm khối C 19. Và mỗi em được tặng thưởng với quỹ biên học và quỹ hội trao học sinh là 1.500.000 đồng. Bác Nguyễn Văn Bang, đại diện hội quỹ biên học phát triển giáo dục nhà trường lên tặng thưởng cho hai em. Xin kính mời bác. Vâng, xin chúc mừng các em. Xin được cảm ơn bác Nguyễn Văn Bang. Tiếp theo xin kính mời bác Vũ Viết Giảng, đại diện cho bổng cho hai em học sinh tiêu biểu của trường chúng ta. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trong thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ căn dặn, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không, chính là nhờ công học tập của các cháu. Như vậy, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi học sinh là rất vẻ vang, nhưng cũng đòi hỏi các em phải luôn luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Để thể hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người học sinh, thay mặt ban tổ chức, xin giới thiệu em Nguyễn Ngọc Minh, thay mặt cho hơn 1.300 học sinh của trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2, lên hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện năm học mới, năm học 2022-2023. Xin mời em. Cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em là Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 12D1. Hôm nay em rất vinh dự và tự hào được đại diện cho toàn thể các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 phát biểu những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong lễ khai giảng năm học 2022-2023. 3 tháng hè đã trôi qua, một kỳ hè dài hơn những kỳ hè khác. Trong em có bao niềm háo hức được tới trường, tới lớp gặp lại thầy cô và bạn bè. Và ngày đó đã đến. Dù với chúng em, học sinh lớp 12, môi trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 đã trở nên quen thuộc. Nhưng vào mỗi ngày khai giảng năm học mới, lòng chúng em vẫn không khỏi trào dâng cảm xúc bồi hồi như ngày đầu tiên nhập học. Và ngày khai trường năm nay lại thật đặc biệt, đáng nhớ với chúng em, những học sinh lớp 12 khi phải chia tay mái trường thân yêu này. Thấm thoát 2 năm đã trôi qua, quãng thời gian không hẳn là dài, nhưng cũng đã đủ để biến nơi đây thành kỷ niệm, thành yêu thương. Ở nơi đây, chúng em đã cảm nhận được tình thương ấm áp của thầy cô, được truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn dạy cách sống, cách làm người, để chúng em biết mỉm cười, biết khóc, biết tha thứ và biết yêu thương. Thầy cô quan tâm tới chúng em từ những điều nhỏ nhất, vui lúc chúng em thành công và sẻ chia với chúng em những lúc khó khăn. Tất cả những điều đó đã khiến em vô cùng cảm kích. Năm học này, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một thách thức và cơ hội với chúng em. Dẫu biết rằng đón đợi mình phía trước là những cuộc vượt vũ môn gian nan, nhưng với em, kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông là quan trọng nhất, vì chúng em sẽ dốc vào đó trái tim vẹn nguyên và ánh mắt tinh khôi của tuổi trẻ. Tất cả kinh nghiệm 12 năm học, tương lai cũng bắt đầu từ đây. Nhưng quan trọng không kém là niềm tin, công sức mà thầy cô và gia đình gửi gắm. 2 năm học trôi qua, giữa sự yêu thương của thầy cô, gia đình và bạn bè, em thấy mình là một học trò hạnh phúc. Em tự hào được gọi tên ngôi trường Trung học Phổ thông Lương Tài số 2 trong ngày hôm nay. Trong giờ phút thiêng liêng này, cho phép chúng em bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo đã luôn ở bên giúp đỡ tận tụy, yêu thương, rộng lòng với chúng em. Nhân ngày khai giảng trường hôm nay, chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện, học tập chăm chỉ, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của tuổi trẻ để trở thành những con người có ích. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để thành công trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, thực hiện những ước mơ của mình xứng đáng với lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô. Cuối cùng, em xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, thầy cô đã lắng nghe những lời tâm sự, suy nghĩ của chúng em. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn trong năm học mới học tập và rèn luyện chăm chỉ, đạt thành tích cao về mọi mặt, để xứng đáng phát huy và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Một lần nữa, em xin được chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn em Nguyễn Ngọc Minh, lớp 12D1. Để tiếp theo chương trình thay đổi không khí trong buổi khai giảng ngày hôm nay, thời tiết cũng mát mẻ, ủng hộ tất cả chúng ta, thầy và trò chúng ta. Sau đây, kính mời các vị đại biểu, khách quý và các thầy cô giáo, các em học sinh lắng nghe, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của đội văn nghệ trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2. Tiếp tục, xin em mời. Văn nghệ của chúng ta. Tiếp theo sau đây, chúng ta hãy cùng nhau hướng lên sân khấu để cổ vũ cho hai bạn Thu Trang và Hải Lý lớp 11A1 với bài múa của Trang Hoa Rơi. Các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh cùng lắng nghe bài hát Giấc Mơ.
mơ thần tiên đến từ tốc cao nữ an trường siêu học phổ thông đương đại số 2. Đến từ đội văn nghệ của trường trung học phổ thông Lương Tài số 2. Chúc các em luôn luôn hát hay, chăm ngoan và học giỏi. Tiếp theo chương trình, xin mời bọn em đại diện hơn 1.300 học sinh lên có bó hoa tươi thắm để tặng các thầy cô giáo nhân ngày khai giảng năm học mới. Xin kính mời em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 12D1 lên tặng hoa. Xin kính mời thầy giáo Hoàng Văn Quý, hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Chúng ta hãy nở một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng
năm học 2022-2023. Và xin kính mời thầy Hoàng Thị. Kính thưa các vị đại biểu, các quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến. Năm học 2022-2023 đã bắt đầu. Đây là năm học tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và tiếp tục được sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành, sự ủng hộ của bậc phụ huynh, sự nỗ lực của các em học sinh thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước thềm năm học mới, với tinh thần vượt khó của cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường, với sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp các ngành, thầy và trò trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 hứa quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc phần chính của buổi khai giảng năm học 2022-2023 của trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các em chăm ngoan học giỏi, không ngừng tiến bộ. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh lên phòng hội đồng tọa đàm, mời các học sinh chúng ta ở lại để nghe các thầy trong đoàn trường nhắc nhở. Xin kính mời các bậc phụ huynh tiến về.